Hello mọi người, chả giò là một món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc gia đình. Vỏ ngoài giòn rụng với nhân hải sản thơm ngon, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm món này. Mình sẽ chỉ bí quyết làm sao để vỏ được giòn, cách bảo quản để được lâu và cách chiên lại nhanh chóng bằng nồi chiên không dầu. Nào giờ mình cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên là phần nhân chả giò, mình cần 150g thịt tôm đã lột vỏ, 150g thịt cua, 100g thịt heo xay, các bạn có thể dùng thịt gà xay cũng được, 15g miếng tàu khô, mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo thì cũng vậy, mình cần khoảng 15g khô, 100g cà rốt, và cuối cùng là 150g khoai môn miếng tàu và mộc nhĩ mình đi ngâm nước lạnh, không xài nước nóng để rút ngắn quy trình ngâm nha, vì sẽ dễ làm cho miếng và mộc nhĩ bị nhão, không còn độ giòn. Nếu ngâm nước lạnh thì sẽ khoảng 2 3 tiếng mộc nhĩ mới nở hết cỡ. Các bạn nên chủ động thời gian sắp xếp ngâm hai loại này trước khi mình chuẩn bị làm nha. Khi mộc nhĩ đã nở lớn và bún đã mềm rồi thì mình đổ bỏ phần nước ngâm đi. Sau đó mình lau sạch phần nước còn sót lại trên mộc nhĩ và bún tàu. Tiếp theo mình cắt sợi phần mộc nhĩ. Các bạn nhớ cắt bỏ phần cục mắt mộc nhĩ nha. Còn bún tàu thì mình cắt thành khúc nhỏ nhỏ. Cà rốt mình cắt sợi nhỏ, khoai môn cũng vậy nhé. tôm mình cắt nhỏ hạt lựu Các bạn không nên xay nha Vì xay bằng máy đôi khi tôm nó sẽ quá nát Và mình ăn không còn cảm thấy được rõ phần thịt tôm trong nhân nữa Để nêm nếm cho phần nhân chả giò thì mình cần 30g dầu hào một thìa canh nước mắm ngon 20g hành tím 2 tép tỏi Lát nữa mình xài dục cụ ép tỏi nên mình không cần lột vỏ tỏi. Còn hành tím thì phải cắt lát nhỏ trước. 1 phần 2 thì cà phê đường. 1 phần 4 thì cà phê tiêu xay. Một ít muối biển. hai trái trứng gà hoặc vịt. Mình nhớ trừ lại một lòng đỏ để dán mép chả giò nha. Và một thìa canh hành lá cắt nhỏ. Cái này thì không bắt buộc. Giờ mình trộn các gia vị nêm nếm vào một cái chén nhỏ trước để lát sau mình trộn vô hỗn hợp nhân thì gia vị được đều hơn, không bị chỗ ngọt chỗ mặn. theo công thức chả giò truyền thống của Việt Nam thì mình sẽ dùng bánh tráng này để cuốn. Nhưng dùng bánh tráng này sẽ rất khó đối với những bạn mới lần đầu làm món này vì mình phải nhúng nước cho bánh tráng mềm trước khi cuốn. Để khắc phục được tình trạng trên thì mình sẽ xài vỏ cuốn chả giò theo kiểu của người Hoa. Cái này nó còn có tên gọi khác là bánh tráng bía hay bánh tráng bò bía vỏ đậu xanh nha. Với loại này các bạn có thể tìm mua ở các tiệm bán gia vị đồ hoa, các nền tảng bán hàng trên mạng hay siêu thị. Đây là một số mẫu khác hiện có trên thị trường. Với loại mình xài lần này, vì là hàng đông lạnh nên sẽ phải để rã đông ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút trước khi xài. Nó có từng lớp như vậy nè các bạn. Mình sẽ lấy từng miếng ra để cuốn. Nếu xài không hết thì bọc kỹ lại rồi cất vào ngăn tủ đông nha còn bánh tráng bía đậu xanh của một số hãng khác thì mua về là mình xài được liền ngay không cần rã đông. Nếu thích video thì hãy nhấn thích, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Cho các nguyên liệu phần nhân vào một cái tô lớn, sau đó mình đổ phần gia vị nêm nếm vào, trộn cho thật đều nha rồi mình chuẩn bị đi gói. mình cho nhân vào ít hay nhiều thì tùy vào kích cỡ của miếng bánh tráng mà các bạn xài. Mình cuốn gấp lại như hình cái bao thư như vậy nè. Rồi mình dán mép lại bằng lòng đỏ trứng gà. Nếu không thích xài lòng đỏ trứng để dán thì các bạn có thể pha hồ dán bằng công thức như sau Một thì canh bột năng hay bột bắp, pha với 1.5 thì canh nước sôi Bản thân mình thì thấy xài lòng đỏ trứng gà thì dễ dán hơn và nhanh chóng hơn, kết quả cho ra thì như nhau Mình cuốn hết một lượt rồi mới đi chiên nhé chảo dầu nóng, thử bằng đũa thấy sùi bọt là đã sẵn sàng để chiên. Cho chả giò vào chiên lần 1 khoảng 160 độ C trong vòng 4 đến 6 phút, tùy thuộc vào cuốn chả giò to hay nhỏ. Khi thấy hơi vàng mặt rồi thì mình vớt ra để nguội, Khi nào gần ăn thì mình lấy chả giò chiên sơ lại một lần nữa khoảng 180 độ C trong vòng 2 đến 3 phút nha. Nếu các bạn muốn trữ đông để ăn dần thì mình chiên một lần thôi, sau đó để nguội rồi mình trữ đông. Khi nào ăn lại thì mình chiên lại một lần nữa bằng nồi chiên thông dầu nhiệt độ 140 độ C trong vòng 7 phút, mục đích là để rã đông trước và sau đó là 180 độ C nướng trong vòng 3 đến 4 phút, mục đích là để giòn vỏ ngoài. Ta ta, chả giò giòn rụm luôn. Phần nhân mình đã nêm nếm vừa ăn nên không cần chấm thêm nước chấm nữa. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại nha. Bye bye.